mình phải biết là như thế nào là điều trị có hiệu quả. Thì hồi xưa đó dễ lắm, rất là đơn giản, HbA1c dưới 7% và đường huyết đói dưới 7 mmol một lít. Nhưng mà bây giờ đó thì người ta không có dùng đường huyết đói nữa, là tại vì cái đường huyết đói nó dao động lắm, cho 20 phút sau em đo là nó khác rồi. Thành thử ra là thường bây giờ chúng ta thấy là đa số là nó không nhắc đến đường huyết đói nữa, trừ vài trường hợp đặc biệt thôi. Đó, thì nó dùng A1C đường trung bình của 3 tháng trước cái ngày mà chúng ta đo. Và cái ảnh hưởng vào cái A1C nhiều nhất là cái 4 tuần lễ cuối cùng. Rồi mình biết như vậy. Nhưng mà con số rất là dễ nhớ là dưới 7%. Và cái mục tiêu này nó sẽ khác ở người trẻ, người già, rồi người có thai. Trẻ em, người già và người có thai nó sẽ khác. Nhưng bây giờ đó mình có một cái dụng cụ đo đường huyết liên tục. Thì cái đường dụng cụ này nó rất tốt đối với đái tháo đường type 1. Tại vì người đái tháo đường type 1 người ta không còn insulin nữa. Thì khi người ta tiêm insulin đó, cái đường huyết nó dao động như thế nào đó, thì cái máy đo đường huyết liên tục này cho chúng ta biết là cái biểu đồ dao động của nó đó, và cái mức mà đường huyết trong ngày của họ trung bình là bao nhiêu đó, thì nó rất là có lợi để chúng ta theo dõi. Lúc đầu á, thì tôi cũng không nghĩ là ở đái tháo đường type 2 nó có giúp cái gì nhiều, nhưng bây giờ đó khi mình theo dõi một số bệnh nhân đó, thì mình mới thấy đó là cái này nó cũng giúp, thứ nhất là để theo dõi bệnh nhân và thứ hai là để giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân. Tại vì đó như tôi đã nói với các em á, là có những người bệnh nhân đường huyết tới 135 là người ta đã thấy đổ mồ hôi rồi, người ta đã bảo người ta là bị hạ đường huyết rồi, người ta đã đi uống đường với mật ong rồi, thì sau đó nó lên 208, 209 là chuyện quá thường đi. Và như vậy là đường huyết không bao giờ ổn cả, thì chỉ có cái máy CGM này mới giúp chúng ta phát hiện được cái chuyện đó. Thế thì cái máy CGM á, nó đeo ở cái ngón, ở cái này, và nó có một cái máy quét, hoặc là chúng ta đưa vào cái app cũng được, cái điện thoại di động của mình cũng được. Thì mình quét một cái đó thì nó hiện ngay cái con số đường huyết lên trên cái màn hình. Nhưng tôi cũng lưu ý một điều là trong 24 giờ đầu đó, khi mà mình gắn cái máy này này thì kết quả nó chưa đúng. Tại vì đây là đường huyết gian mạch, tức là mao mạch, gian mạch rồi nó mới đi vào cái đó, thành ra nó hơi chênh lệch so với đường huyết mao mạch một chút. Nó hơi chênh lệch so với đường huyết tĩnh mạch một chút, không đáng kể để chúng ta theo dõi. Thế nhưng mà trong 24 giờ đầu đó thì cái máy nó còn đang chỉnh, cho nên là nếu trong 24 giờ đầu bệnh nhân đeo đó thì chúng ta đừng có gọi là interpret, đừng có biện luận cái kết quả nó vội. Thế thì chúng ta nhìn ở bên tay trái đó của cái cột này đó, thì đây là các cái mốc đường huyết để cho chúng ta biết là thế nào là tốt. Thì nếu mà tôi lấy thí dụ là cái đường huyết này quét liên tục đó, 10 phút một lần, thí dụ như vậy, nhưng không ai làm như thế. Thế thì nếu mà đường huyết trung bình nó ở trong khoảng từ 70 cho tới 180 trong một ngày đó thì coi như là tốt. Và nếu mà cái mức này đã là chiếm 70% các lần quét thì đó là tốt. Cái người bệnh nhân này 46 là không tốt rồi. Đó. Cái mức hạ đường là từ 70 cho tới 54 là hạ vừa phải, thì tổng cộng phải là 4% cái số lần quét, và rất thấp là 54 là dưới 1% cái mức lần quét thì mới gọi là được. Đó. Thế còn từ 180 tới 250 mg trên decilit là cao, và trên đó là rất cao. Đó thì em lấy là 70 này, rồi cộng với cái này là 75 này, thì còn lại đây là khoảng 25% đó. Thì đây là cái vùng rất là xấu. Và cái người này như vậy là tới 44% là rất là xấu. Thành ra cái người này là đường huyết như vậy là không có ổn định. Chúng ta nhìn vào cái cột xanh này trước, nó phải chiếm 70% cái số lần quét. Đó thì như vậy mới là được. Rồi sau đó chúng ta xem không có hạ đường huyết, thế còn có những cái lúc cao thì thôi, chúng ta từ từ chúng ta chỉnh sau. Thì đó là cái cách chúng ta nhìn cái máy đo đường huyết liên tục, gọi là Continuous Glucose Monitoring. Và nó cho cái kết quả này là Ambulatory Glucose Profile, tức là bệnh nhân cứ đeo như vậy đó, và nó sẽ cho cái dung mạo đường huyết trung bình trong ngày. Thế nó có thể nó vẽ ra đường biểu diễn nữa, tính số trung bình như vậy. Thì các bạn, các em có thể coi ở trên mạng, và trong cái cuốn mà Guideline Standard of Medical Care nó cũng có cho chúng ta cái phần này. Thì đây tôi không có nói lâu, tại vì thật ra đây nó cũng là một cái bài mà nó cũng rất là nhiều kinh nghiệm trong cái đó. Đây là một cái gọi là một cái mục tiêu cho người già.
Nếu người già còn mạnh khỏe, chúng ta có thể chấp nhận HbA1c dưới 7%. Còn nếu mà kỳ vọng sống trung bình mà cái người đó tình trạng sức khỏe là cũng vừa phải thôi, thì chúng ta dùng 8, dưới 8. Và nếu mà rất phức tạp và sức khỏe kém, thí dụ như người đó có bệnh mãn tính, rồi là không có tự chăm sóc được, tiền căn đã bị gọi là tai biến mạch máu não rồi, thì lúc ấy chúng ta có thể cái mục tiêu là dưới 8,5% cũng được. Và dĩ nhiên là cái này nó thay đổi theo các hiệp hội, và thật sự là thay đổi theo mình nữa. Tức là cái người bệnh nhân già này, nó rất già này, trên 75, 80, 90, đó, có những cái bệnh gì đi kèm đó, thì mình cũng tùy đó mà mình tùy hỷ mà mình chọn mục tiêu cho bệnh nhân. Thành ra cái này tôi để 117, chứ còn các hiệp hội nó khác nhau hết và nó cũng thay đổi. Và như vậy đó thì mục tiêu thay đổi là nó tùy theo cái gì. Trung bình là 7%, có thể là gọi là kỹ hơn, tức là đưa hẳn về bình thường là 6,5%. Nếu mà cái nguy cơ hạ đường huyết người đó không có hoặc là rất thấp, uống thuốc chả có tác dụng phụ gì cả, bệnh thì mới phát triển dưới 5 năm thôi, rồi người đó còn sống rất là lâu, thí dụ như là 40 năm nữa, người này là mới là 40 tuổi thì có thể sống đến 80-90 là bình thường, chẳng đi kèm hết, phải không? Không có cái biến cố tim mạch gì hết, chẳng tăng huyết áp, chẳng rối loạn chuyển hóa lipid gì hết. Đó, rồi bệnh nhân là rất là cộng tác với mình trong cái điều trị và rất là biết cách tự chăm sóc. Rồi có đủ tiền để điều trị thì thôi chúng ta có thể chọn một cái mục tiêu tối hạn. Đó. Và dĩ nhiên là tới cái mức cao nhất là cái người này bị hạ đường huyết liên tục, rồi gọi là bị tiểu đường là 10-15 năm rồi, chẳng còn sống bao nhiêu lâu nữa, 80 rồi. Trên 70 là đã bắt đầu không biết còn sống ngày nào nữa hay không. Rồi trên 80 thì là coi như là sống được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu thôi. Rồi là vừa bị tim mạch, rồi vừa bị rối loạn chuyển hóa mỡ, vừa bị loãng xương. Thấy không? Thì cái này là nhiều cái bệnh đi kèm lắm. Thế rồi đã có tăng huyết áp, đã có rối loạn chuyển hóa lipid. Rồi bệnh nhân bây giờ chán quá rồi. Giờ tôi đâu có sống được bao nhiêu lâu nữa, phải không? Đó, thành ra thôi bác sĩ làm sao mà cho tôi cũng gọi là những cái loại thuốc gì mà gọi chúng tôi chấp nhận được rẻ rẻ thôi. Tại vì tôi không có tiền, con tôi nó cho tiền mua thuốc chẳng hạn, ví dụ như vậy. Ở đây cũng vậy, là bệnh nhân này nếu không có bảo hiểm y tế, phải không? Rồi hạn chế là đi lại thì hạn chế là ở vùng sâu vùng xa. Rồi con cái thì ở xa nữa, không có ai chăm sóc. Thì lúc ấy chúng ta phải đành chọn cái mục tiêu nó hơi cao, vừa phải 7,5%. Hay là thậm chí là 8 cũng được. Và cái mức trung bình thì tùy. Cho nên là chúng ta cứ chọn cái mức như vậy để chọn một cái HbA1c thích hợp cho bệnh nhân. Và khi nào nó quá quắt, tức là HbA1c thì như vậy, nhưng mà bệnh nhân cứ bị hạ đường huyết liên tục, phải tìm nguyên nhân. Tại sao nó lại xảy ra như vậy? Cao đường huyết liên tục, phải tìm nguyên nhân tại sao nó xảy ra như vậy để chúng ta xử lý. Tất cả những chuyện gì xảy ra cho bệnh nhân nó đều có nguyên nhân hết. Chỉ có là chúng ta tìm hay không thôi. Đó, thành ra là khám bệnh nhân nó là một cái động, một cái quá trình rất là động đó, mà không bao giờ mà chúng ta định vị người bệnh nhân một cách cố định hết. Tức là chúng ta không có thể dán nhãn cho bệnh nhân. Là có thể có một cái người, người ta đến với mình, người ta nói, thật kệ, nghĩa là người ta dạy luôn bài tiểu đường cho mình luôn nữa. Học ở đâu thì không biết nữa. Người ta nói một tràng một thôi luôn. Thế rồi sau đó thì thôi mình ngồi mình nghe, chứ giờ người ta không phải bác sĩ, mình thì bác sĩ mà họ dạy mình. Thì thôi, nhưng mà mình tìm cách từ từ mình sửa. Tại làm sao? Tại người ta đến với mình, tức là người ta phải có cái gì người ta mới đến, chứ còn không người ta tự chữa tiếp. Còn có khi người ta vẫn tiếp tục người ta chữa. Tôi đã gặp một bà tiến sĩ về luật học. Bà có một cái cậu bé con rất là thương tâm, béo phì, có gai đen đủ thứ, đái tháo đường type 2 nhưng mà đường quá cao. Thì bắt buộc phải dùng là metformin và insulin, tại vì là cậu này nó chưa đến cái tuổi mà có thể dùng được các cái loại thuốc viên khác. Nó mới có khoảng 12 à. Mà em biết không? Đứa bé đó, nó bị tiểu đường mấy năm rồi mà bà chữa bằng dây thìa canh. Và bà nghĩ là bà là tiến sĩ luật thì bà có thể lên mạng bà chữa được. Mà đường huyết của nó cao ngất ngưởng à. Thế rồi là giải thích rồi cho đi khám dinh dưỡng rồi khám đủ thứ. Rồi sau đó thì chắc là có khi bà không hài lòng với cái giải thích của mình, bà đi chỗ khác chữa hay là bà về nhà bà tự chữa tiếp. Đó, cho nên là cái chuyện đó là cái chuyện mà
khám bệnh nhân nó là một cái động hết. Còn có những người thì lúc đầu người ta dạy lại mình, nhưng mà sau rồi mình nói, ta thấy hợp lý, người ta cũng nghe. Đó, tại sao mọi chuyện nó sẽ tốt hơn. Thành ra chúng ta gặp đủ kiểu hết đó, chứ còn không có bệnh nhân nào mà giống bệnh nhân nào hết. Đó. Thế thì sau khi chúng ta chọn mục tiêu điều trị rồi, phải không? Chúng ta sẽ bắt đầu lên kế hoạch. Và bây giờ chúng ta hay thấy cái từ rất là hoa mỹ, là lấy bệnh nhân làm trung tâm của kế hoạch điều trị. Đó là cái phần đầu tiên ở bên tay trái của cái đó. Và để tránh nguy cơ trì trệ trong điều trị thì đánh giá lại hiệu quả điều trị và thay đổi kế hoạch điều trị đều đặn mỗi 3 tháng hoặc là cùng lắm là 6 tháng. Cùng lắm là 6 tháng. Cái chuyện mình tưởng là 6 tháng là lâu đấy, nhưng mà thật ra là như vậy. Ví dụ COVID này, một năm này bệnh nhân đâu có đi khám đâu. Thành ra ở trong đời đó chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Đều đặn là mỗi 3 tháng và ở đây nó thêm một cái chữ nữa là 6 tháng. Thế thì cái chuyện mà lấy bệnh nhân làm trung tâm đó, thì thật sự ra Mỹ đó họ hay có cái kiểu họ viết slogan á, tức là viết thành ra những cái rất là to lớn để hô hào nọ kia. Nhưng mà thật sự ra bác sĩ mà không lấy bệnh nhân làm trung tâm thì lấy ai làm trung tâm bây giờ? Phải không? Mình chữa bệnh nhân thì mình phải chú ý đến vấn đề của người bệnh nhân chứ. Cho nên cái chuyện đó là cái chuyện mà mình làm hàng ngày. Thế nhưng mà họ viết ra thành câu chữ như vậy. Và nó có những cái kế hoạch để mình chứng tỏ là mình có lấy bệnh nhân làm trung tâm. Cái chuyện đó nó ở Việt Nam áp dụng được hay không thì cái đó nó còn tùy. Nó chi tiết hơn nhưng mà tôi đơn giản hóa ra để cho các bạn dễ nhớ. Cái thứ nhất là khi bệnh nhân đến với mình thì đánh giá toàn diện bệnh nhân như tôi đã trình bày lúc đầu rồi. Rồi xem những yếu tố đặc biệt ảnh hưởng đến lựa chọn điều trị, như là cái tôi trình bày là bệnh kéo dài bao nhiêu lâu, rồi là có bệnh gì đi kèm hay không trong cái bảng mà tôi vừa mới trình bày cho các bạn đó. Sau đó mình nói chuyện với bệnh nhân, trao đổi về kế hoạch điều trị với bệnh nhân. Và cái này mình chỉ có thể thực hiện được khi bệnh nhân có cái sự hiểu biết và biết cách tính toán. Tức là ở đây nó có một cái từ nó gọi là health literacy, tức là hiểu biết về bệnh. Tức là người đó phải có học, phải biết đếm. Đó thì mình mới có thể nói được cái chuyện này. Còn bây giờ đó, đâu có thiếu gì, mình nước mình chiến tranh như vậy là có thể 50 năm liên tiếp đánh nhau. Có nhiều người ta có được học. Thậm chí là các bạn biết là có những cái bệnh nhân của tôi mà tôi hỏi về trình độ học vấn đó, họ không biết đọc luôn. Thế tôi hỏi làm sao mà bà uống thuốc? Nó bảo là ra nhờ người bán thuốc đó là uống cái này là ngày một viên, hai lần, mỗi lần một viên về nhà nhờ con đọc hộ. Mà bà uống đúng. Trong khi đó thì có những cái người trẻ biết đọc chữ Tây, chữ Tàu, đủ thứ hết. Nhưng mà dùng cái toa như vậy thì lại uống không đúng. Thành ra là cái chuyện này nó cũng vẫn là có một cái gì. Tức là cái ý thức của bệnh nhân có thực sự muốn điều trị và muốn nghe mình nói hay không. Thế thành ra là cái health literacy quan trọng lắm. Thế rồi là phải biết cách đếm chứ. Rồi thí dụ như là bây giờ đó, dùng insulin, cái counting rất là quan trọng. Một bữa là anh ăn như vậy bao nhiêu carbohydrate, mấy suất. Anh phải biết đếm. Đó. Thành ra ở nước mình nó thiếu hẳn về cái health literacy một cách toàn diện. Mình chỉ mới có một phần à. Đó. Và cái này rất là quan trọng ở các phòng khám đa khoa đó. Rồi sau khi mà bệnh nhân đã chỉ dẫn cho bệnh nhân hết rồi thì bây giờ bệnh nhân phải chấp nhận chứ. Thuốc bây giờ toa mình cho bệnh nhân về không dùng đâu có được. Thành ra phải thống nhất cái kế hoạch điều trị với bệnh nhân. Thì mình không có thiếu gì những trường hợp. Những bà già 80-90 tuổi, thôi bác sĩ cho tôi toa thế nào thì tôi uống vậy chứ tôi đâu biết gì đâu. Họ nói vậy đó. À, thế thì mình toa bây giờ mình có nói thêm với họ là họ cũng vô ích mà tôi không biết gì hết. Bác sĩ cho gì tôi xài đó. Thành ra cái chuyện này đó, nó cũng lại cần cái gì, cái health literacy của bệnh nhân. Thế rồi sau đó là mình tiến hành điều trị, rồi theo dõi và hỗ trợ và mình đánh giá lại cái hiệu quả điều trị rồi lại đi lại từ đầu. Thì ở đây đó, tôi thấy đó, nếu mà cái người bệnh nhân đó, mà cái health literacy của họ kém đó, cái người nhà nó rất là quan trọng. Tức là em phải nói đó, và người nào đó mà chăm sóc bà này nè, hay là ông này này, sát đó, đến đây để tôi chỉ dẫn cho. Đó thì đến chỉ dẫn thì mình cho người đó sẽ về thực hiện lại cái y lệnh của mình. Nhưng mà ở đời nó không có chuyện gì mà không xảy ra được hết. Đó, tôi có một bệnh nhân, cái này là một cái kinh nghiệm thật sự. Tôi có một bệnh nhân đó, ông này lớn tuổi rồi.
nền đó thì tương đối là tốt, cũng gọi là gần 80 tuổi rồi chứ không phải là không. Thì mình đang chữa một khoảng thời gian rất là tốt. Cái chức năng thận của bệnh nhân như vậy mà già 80 mấy tuổi rồi là 60 mấy là quá tốt. Thế tự nhiên nó có một khoảng thời gian 2-3 năm, cái chức năng thận nó xuống rất là nhanh. Chức năng thận nó xuống rất là nhanh đó, mà mình thấy đó là HbA1c thì cao, mà đường huyết đói thì bao giờ cũng tốt. Thế thì trong cái giai đoạn mà bị Covid đó, thì đâu có ai đi đâu được. 15 ngày, phải không? Rồi 1 tháng, rồi 3 tháng. Bệnh nhân không đi đâu được thì bệnh nhân liên hệ với tôi qua Zalo. Thì lúc ấy đó, cái suy thận rất là nhanh, tôi mới lạ, tôi bảo là ông này đó, xét ra đó về những cái bệnh đi kèm không có gì nhiều. Mình cũng khám bệnh nhiều rồi mình biết những cái như thế này không thể nào mà suy thận như vậy được. Thì giờ tôi hỏi thứ nhất là người nhà đó có cho uống thêm cái dược phẩm chức năng xạ đen, xạ đỏ gì hay không? Đông trùng hạ thảo gì hay không đó? Thì đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là ăn uống ra làm sao? Và cái thứ ba là ai là người chăm sóc? Thì mới hóa ra đó, cái người con gái người ta mới nói thật là ông này ông ở một mình, con cái ở nhà khác, tất cả đều có tiền cho nên thuê một cái cô nuôi cho ông ăn. Cái cô này thì không biết cô học ở đâu á, mà cô cho ông này đã uống sữa tiểu đường liên tục để bổ. Thành ra cái đường của ông lúc nào cũng cao, HbA1c thì cao. Gần tới ngày đi khám tôi rồi, lúc đó đó là 3-4 ngày đó, cô bắt đầu cô cho ông này ăn uống theo như mình chỉ dẫn, thế nên đường huyết đói nó bình thường. Đó, nó như vậy đó. Thế rồi, tại sao? Thành ra chính vì vậy, cho nên những đường lúc khác trong ngày nó cao, cho nên cái suy thận nó rất là nhanh. Thành ra những cái chuyện đó đó, mình nghĩ là mình không điều tra kỹ đó, người ta đâu nói cho mình. Mà cái gia tạ, nghĩa là cái chuyện nhà, chuyện cửa, người ta đâu có nói. Thành ra đấy, thật sự ra đó là bác sĩ chuyên khoa đó thì là ít thì giờ mà để hỏi hơn là các bác sĩ gia đình với lại bác sĩ ấy đó. Tại bác sĩ gia đình đó thật sự đó đứng về nguyên tắc đó, tức là nếu mà ở nước ngoài bác sĩ gia đình là biết gọi là tổng tông họ hàng gọi là của bệnh nhân đó, ta dạy người ta cách chăm sóc có vài gia đình trong một cái xóm, trong một cái làng như vậy. Ở Việt Nam thì tôi không biết bác sĩ gia đình thì theo cái kiểu gì, nhưng mà ở nước ngoài thì nó như vậy đó, người ta biết rất là rõ. Một đứa nhỏ người ta biết từ lúc mới sanh cho tới cái lúc mà nó già, bác sĩ gia đình đó là như vậy, thì người ta sẽ biết được những cái chuyện này đó. Thế còn khi mà đã nặng nề rồi lên tới chuyên khoa thì mình phải điều tra mãi nó mới ra đó. Thành ra là cái chuyện đó theo dõi và hỗ trợ tưởng là đơn giản mà không đơn giản một tí nào, và nhất là những người già đó. Thành ra các bạn phải cẩn thận, cái chuyện này là phải hỏi cho kỹ đó. Thì đấy là vẫn tất cả những vấn đề mình coi trước khi mà mình bắt đầu chọn thuốc cho bệnh nhân nha, coi lại hết hoàn cảnh gia đình, người chăm sóc, rồi cái literacy của bệnh nhân, tức là cái khả năng hiểu biết của bệnh nhân như thế nào, rồi chọn mục tiêu điều trị, rồi bây giờ mình mới đến chọn thuốc. Thế thì cái thuốc á, đối với đái tháo đường type 2 thì là mình phải chấp nhận một điều là cái cơ chế bệnh sinh của nó quá phức tạp, cho nên thường thường á là mình phải phối hợp thuốc, không có cách chi mà mình dùng một thuốc lâu ngày được hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện đầu tiên mình phải chấp nhận. Cái tiếp theo đó là nó có rất nhiều cơ chế bệnh sinh đối với đái tháo đường type 2, nhưng mà tôi đã nói ngay từ đầu là cái chính đó là suy từ từ chức năng tế bào beta trên một cái nền đề kháng insulin. Thế thì đề kháng insulin nó gây ra chuyện gì? Đề kháng insulin nó đưa đến là đường không vào được cơ, giảm thu nhận glucose ở cơ. Đề kháng insulin nó đưa đến cái chuyện gì? Tức là cái gan đó đáng lẽ ra nó dự trữ glycogen, và cái tân sinh đường của nó thì ở cái mức độ vừa phải, vì có insulin nó kiểm tra cái chuyện đó. Thì bây giờ nó đề kháng insulin cho nên là nó cứ phóng thích glucose ra dù là đường huyết cũng vẫn còn cao. Đó là cái đề kháng insulin ở gan. Ngoài ra đó thì mô mỡ chúng ta cũng biết rồi là insulin có tác dụng giúp cái glucose vào tế bào để chuyển thành mô mỡ dự trữ và ngăn không cho cái mô mỡ dự trữ đó chuyển ngược lại thành ra cái axit béo và triglycerid. Thế thì đề kháng insulin đó thì sao? Đường không vào được mô mỡ mà có vào được á, chuyển được thành triglycerid thì lẽ ra insulin nó không cho chuyển ngược lại thành axit béo. Thì bây giờ đề kháng insulin triglycerid nó cứ chuyển thành ra glycerol và axit béo,
Và axit béo là cái yếu tố quan trọng ngăn không cho gluco sẽ đi vào tế bào. Thì đó là những cái hậu quả quan trọng của cái đề kháng insulin. Ngoài ra đó thì nó còn cái gì? Khi mà đường tăng lên do đề kháng insulin như vậy thì tế bào beta phải tăng hoạt động thôi. Và nó tăng hoạt động lâu ngày thì nó suy yếu, thành ra là nó đưa đến cái suy chức năng tế bào beta. Và ngoài ra nó còn một yếu tố gì nữa là cái ruột đấy nó không tiết ra một cái chất người ta gọi là ancretin. Ancretin là cái chất mà khi mà đường tăng lên trong máu thì nó kích hoạt sự tiết insulin và nó ức chế sự tiết glucagon. Thì ở đây đó ancretin là giảm hiệu ứng, cho nên là insulin thì không được tiết ra mà glucagon thì tăng tiết. Đó. Ngoài ra thì ở tiếp 2 nó còn có một cái cơ chế người ta tìm ra lâu rồi nhưng bây giờ người ta mới nói đến là vì mới có thuốc điều trị, là ở cái người đái tháo đường tiếp 2 á, đường trong máu đã cao rồi nhưng mà nó lại cứ tăng tái hấp thu glucose. Kỳ lạ như vậy. Đó, thành ra bây giờ nó tìm ra một cái thuốc ức chế sự thải, sự hấp thu glucose, để tăng thải glucose cho đường tiểu. Thì đây là cái thuốc mới, là thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter. Thành ra bây giờ đó nó có các loại thuốc như thế này. Thứ nhất là tăng tiết insulin thì gồm có sulfonylurea, glinit là thuốc mà tác dụng nhanh, và cái nhóm gliptin đường uống, hoặc là GLP-1 receptor analog là đường trích. Đây là cái thuốc đều tăng hiệu ứng ancretin, tức là khi mà đường tăng lên á, thì nó tăng tiết insulin và nó ức chế sự tiết glucagon. Cái tiếp theo là những cái thứ thuốc mà ức chế cái sự tân sinh đường ở gan và sự phóng thích glucose từ gan ra vào máu là metformin và insulin. Những cái thuốc mà ức chế sự ly giải triglyceride ở mô mỡ là insulin. Và những cái thuốc đó mà giúp cho cái glucose thâm nhập vào cái cơ dễ hơn, tức là insulin và nhóm thiazolidinediol. Ngoài ra đó, ở bên Mỹ nó còn có một cái số chất nó ảnh hưởng lên cái hệ thần kinh, và bây giờ người ta đang nghiên cứu rất là nhiều. Là tại vì đó người ta thấy rằng á, là cái anh tiểu đường ấy nó kỳ cục, nhất là ở người Mỹ đó, nó béo phì đó. Nó béo rồi mà nó vẫn ăn. Mà nó càng ăn ấy, thì nó lại càng thích ăn nữa. Đó, cho nên đó, là nó có rối loạn một số cái hormone. Thí dụ như là leptin đó, rồi là ghrelin. Tức là bây giờ nó ăn không biết no nữa. Nó cứ tiếp tục nó ăn mặc dù là nó béo phì. Thành ra người ta có những cái nghiên cứu về não rất là nhiều. Nhưng mà may quá thì nó cũng chưa có thuốc ra thị trường nhiều. Mà chưa có thuốc thì mình đỡ phải nhớ. Đó, thành ra là bây giờ nó có chừng này thuốc thôi. Thế chừng này thuốc thì cũng đã đủ mệt lắm rồi. Thế thì đây đó là cái bảng là nó cho biết các yếu tố cân nhắc khi lựa chọn thuốc. Metformin đó, bây giờ coi như là thuốc nền tảng để điều trị đái tháo đường. Mặc dù là nó cũng không có tiềm năng có lợi ở trên tim mạch, nhưng mà thứ nhất là nó chống lại sự đề kháng insulin. Đó là cái cơ chế căn bản của đái tháo đường tiếp 2. Và nó rẻ nữa. Hiện tại nó rất là rẻ đó. Và nó không có làm hại thận, nhưng nếu giảm chức năng thận đến 45ml trong một phút thì phải giảm liều một nửa. Và nếu mà dưới 30ml trong phút thì phải ngưng. Đó, thì bệnh nhân hay hiểu nhầm cái chuyện này lắm. Bệnh nhân bảo dùng cái thuốc này hại thận. Không phải. Khi có suy thận thì phải giảm liều, hoặc là dưới 30 thì không dùng nó nữa. Thì đó là metformin. Cái thuốc tiếp theo hiện tại đang rất là thời thượng là ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter. Tức là nó không có giảm đường huyết được tốt nhiều. Nó giảm A1C khoảng 0.8-1% thôi à. Nhưng mà nó lại có được một cái đó, là nó tăng thải glucose ra đường tiểu. Cho nên là nó lại giúp giảm cân rất là tốt. Và rất là nhiều nghiên cứu chứng minh nó có lợi ở trên tim mạch. Rồi nó có lợi ở trên bệnh thận. Thành ra bây giờ thuốc này coi như là thuốc thời thiện. Và một số thì phải cần điều chỉnh liều theo độ lọc cầu thận. Thuốc GLP-1 receptor analog là cái thuốc mà ancretin dạng trích ở mình là liraglutide đó. Đó thì cái hiệu quả hạ đường huyết rất là tốt, nhất là đường huyết sau ăn nữa. Giảm cân nặng cực kỳ tốt, tại nó làm chán ăn. Thế nhưng mà chỉ có một cái là nó đắt tiền ghê lắm. Nó đắt khủng khiếp luôn. Và nó có một cái dạng uống, tức là semaglutide, chứ không phải semiglutide. A, chỗ này là chữ A. Đó thì
nên đọc cái thông tin kê toa kỹ của chủng loại. Nhưng bây giờ Việt Nam chỉ có hai loại thôi là cái liraglutide và semaglutide, cho nên mình cũng đỡ phải nhớ nhiều. Cái thuốc tiếp theo là cái thuốc dạng uống, nó ức chế cái enzyme DPP4. Thế thì nó cũng giảm đường huyết thì trung bình thôi, thì cái giá tiền của nó thì cũng trung bình thôi. Nó cũng không làm hại tim mạch, cũng không có lợi cho tim mạch. Và riêng cái sasagliptin này có tiềm năng gây nguy cơ suy tim. Và nó cũng phải chỉnh liều khi suy thận, trừ cái linagliptin, tức là cái Tagenta thì không cần. Còn cái thiazolidinediol đó thì hiện tại bây giờ rất là rẻ. Nhưng mà nó có cái nó giữ nước tăng cân. Và có cái nghiên cứu đối với pioglitazone là nó có lợi cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não. Cho nên người nào tiền sử bị tai biến mạch máu não mà không có giống chỉ định thì dùng cái thuốc này rất là tốt. Và cái bất lợi của nó là gì? Nó là phù này, giữ nước này, cho nên có nguy cơ bị suy tim. Và đối với người suy thận thì cái nguy cơ bị suy tim người ta cao, cho nên là dùng nó cũng hơi bất lợi. Cái sinfoninure thế hệ thứ hai đó thì là nó gồm có glipizid và glicazid. Thì mình biết là cái glicazid thì nó không có trên thị trường Mỹ, thành ra là ít khi nó nói đến lắm. Nó chỉ nói đến glimepiride và glipizid thôi. Thì cái glipizid thì nó có một cái đó là nó giảm đường huyết rất là mạnh. Tại vì sao? Tại vì cái chất chuyển hóa của nó vẫn có tác dụng hạ đường huyết. Cho nên nếu mà cho vào là đường huyết nó giảm mạnh. Nhưng mà mạnh như thế thì nó lại gây ra nguy cơ hạ đường huyết cao. Và thời gian bán hủy của nó lại dài nữa. Thế cho nên người nào đó mà nguy cơ hạ đường huyết nhiều đó thì đừng có dùng. Mà nên dùng các cái loại mà cái nguy cơ hạ đường huyết ít hơn. Thí dụ như là glimepiride hoặc là glicazid. Và những thuốc này dĩ nhiên là khi suy thận thì phải giảm liều. Và insulin thì có hai loại, là một loại là human đó thì rẻ hơn, tức là có regular insulin và NPH đó. Thì dĩ nhiên là tất cả insulin phải tiêm dưới da, trừ insulin tác dụng ngắn là regular insulin. Đôi khi bây giờ người ta cũng có những cái nghiên cứu mà insulin analog mà nhanh cũng có thể truyền tĩnh mạch, nhưng mà đấy là những cái nghiên cứu nhỏ thôi. Thì dĩ nhiên là đối với insulin đó thì khi mà suy thận thì chúng ta phải chỉnh liều. Và đây là một số yếu tố khác cùng cần quan tâm. Có một số người dùng metformin thì hay bị tiêu chảy, đau bụng, rõ ràng là như vậy. Rồi lâu ngày có thể thiếu B12 và chống chỉ định khi mà eGFR dưới 30. Còn thuốc mà ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter thì chúng ta nên ngưng trước khi phẫu thuật, ngưng khi có nhiễm toàn cetone. Và canagliflozin có nguy cơ gây gãy xương, nhưng mà may là bên mình không có. Nhiễm trùng điệu dục là cái chuyện rất dễ xảy ra, cho nên mình phải dặn bệnh nhân là vệ sinh cái đường tiểu cho thật là kỹ, lau khô đó khi đi tiểu. Và người nào mà dùng chung cái thuốc lợi tiểu thì có thể bị giảm thể tích huyết tương và hạ áp. Còn cái GLP-1 receptor analog đó thì ở trên chuột đấy thì đấy nó tăng cái nguy cơ bị viêm, bị ung thư giáp mà dạng tủy. Nhưng mà trên người thì không có bằng chứng. Nhưng mà cũng phải cẩn thận. Tức là người mình chúng ta nên hỏi bệnh sử bệnh nhân. Nếu mà trong gia đình có người bị suy giáp, ung thư giáp dạng tủy thì chúng ta đừng sử dụng. Cái thứ hai là nó có nguy cơ gây ra cái viêm tụy cấp. Và người ta cũng không thấy có mối liên hệ nhân quả trong các nghiên cứu. Nhưng mà người ta cũng nói là nếu có viêm tụy cấp thì phải ngưng đó. Thì cái đó là chúng ta để ý. Thuốc ức chế DPP4 thì cũng vậy, tức là nếu có viêm tụy cấp thì phải ngưng, và tác dụng phụ của nó là đau khớp. Thiazolidinediol thì nó có một cái lợi như tôi đã nói đó, là pioglitazone đó thì là lợi cho người bị sốc và nó giảm được cái gan nhiễm mỡ. Đây là thuốc duy nhất nó giảm cái gan nhiễm mỡ cho bệnh nhân đái tháo đường. Nhưng mà pioglitazone đó thì có những nghiên cứu nói là tăng nguy cơ ung thư bàng quang trên những người có cơ địa gia đình. Có những nghiên cứu thì không công nhận chuyện đó. Và goziglitazone thì tăng LDL. Thì sulfonylurea thì cái loại cũ đó thì có thể tăng cái nguy cơ tử vong cho tim mạch. Còn insulin mà của loại của người đó thì loại người, tức là cái loại mà người ta gọi là dùng tái tổ hợp DNA đó, hoặc là nó có nguồn gốc từ lợn với bò, rồi người ta dùng cái phương pháp tái tổ hợp đó thì có thể có phản ứng chỗ tiêm. Và dĩ nhiên là nó có cái nguy cơ hạ đường huyết. Và một thuốc nữa không bao giờ thấy nói ở trong cái guideline của Mỹ, nhưng mà tôi nói ở đây là tại vì nó lại rất có lợi,
ở những cái nước mà ăn gạo nhiều, thí dụ như Việt Nam, đó là thuốc ức chế men alpha glucosidase. Thì cái thuốc này đó, khi nó uống vào á, thì nó ức chế cái men alpha glucosidase, thành ra nó làm chậm cái sự cấp thu carbohydrate. Thì sau khi chúng ta ăn gạo vào đó, thì đường sẽ tăng lên trong máu rồi hạ xuống, bởi vì đó cái đường này chủ yếu nó hấp thu ở tá tràng và hỗn tràng. Nhưng mà khi dùng cái thuốc này đó thì nó làm chậm sự hấp thu carbohydrate lại, cho nên là cái sự hấp thu carbohydrate này nó kéo dài trong suốt cái 8 mét của ruột già, à, ruột non. Và vì vậy ấy, nó không làm tăng đường huyết sau ăn, tức là nó bớt được cái sự giảm đường huyết sau ăn. Và cái này nó chỉ có tác dụng khi trong bữa ăn có carbohydrate. Chúng ta uống ngay ở đầu bữa ăn để cho nó có cái thời gian nó tác dụng. Nó thành ra, và cái thuốc này đó thì vì là nó kéo dài cái thời gian tác dụng vào carbohydrate như vậy, cho nên kết hợp với thuốc ức chế men DPP4, cái nhóm leptin rất là có hiệu quả. Thành ra chúng ta thấy là vì sao những cái nước như là Ấn Độ hay là Trung Quốc nó dùng cái thuốc này phối hợp rất là nhiều. Và đó là lý do tại sao. Và bây giờ thì tôi cũng nhắc lại cho các em, tại vì đây mà là thuốc hiện nay nó rất là rẻ và đôi khi nó rất là có hiệu quả. Nó hấp thu chỉ có 2% thôi, cho nên đối với người suy thận mình có thể dùng được một chút. Bây giờ mình cũng sang cái biểu đồ chính của ADA. Thì chúng ta cũng biết là cái phần đầu là chúng ta nói chuyện với bệnh nhân, rồi các cái phần mà tôi đã nói rồi ha. Lấy bệnh nhân làm trung tâm, thay đổi kế hoạch mỗi 3 cho tới 6 tháng. Sau đó một phần quan trọng, chúng ta xem bệnh nhân có cái nguy cơ bị bệnh tim mạch do xơ vữa, có nguy cơ cao bị kiến cố tim mạch và có bệnh thận mạn hay không. Có để đỏ ngay từ đầu. Nếu có cái đó thì chúng ta theo cái này. Nếu không có cái đó thì chúng ta có thể theo cái này. Thành ra chúng ta phân biệt ngay từ đầu. Có nguy cơ tim mạch hay không? Đã có nguy cơ tim mạch hay không? Đã có bệnh thận mạn hay không? Chúng ta phải ngó vào cái nhóm này ngay. Không có thì chúng ta có thể dùng cái này, nhưng mà chúng ta có thể đi sang cái phần này. Đây là những cái thuốc đã có lâu ở trên thị trường và rẻ, tương đối là rẻ. Và cái điều trị một bệnh mãn tính, cái rẻ nó rất là quan trọng. Thành ra đó là cái guideline mới này, cái sơ đồ mới này nó gọn hơn là cái sơ đồ cũ. Và tôi khai thác cái phần này. Trước tiên là tôi khai thác cái phần này cho các bạn. Đó, tôi dịch sang tiếng Việt Nam. Đây là cái phần bên cạnh. Nếu bệnh nhân có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là nguy cơ cao thì chúng ta dùng cái thuốc GLP-1 receptor analog hoặc là thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển SGLT2 inhibitor. Sau 3 cho tới 6 tháng nếu HbA1c cao hơn mục tiêu thì đang dùng GLP-1 chúng ta kết hợp với SGLT2 inhibitor và ngược lại, hoặc là kết hợp thêm với pioglitazone. Tại như tôi nói là pioglitazone có bằng chứng rất là tốt trên cái người đã bị tai biến mạch máu não. Đó. Thì dùng một trong hai thứ này, 3 tháng không đạt mục tiêu thì chúng ta kết hợp nó với nhau, hoặc là kết hợp thêm pioglitazone. Không đạt mục tiêu thì chúng ta đi tiếp. Đó. Nếu bệnh nhân bị suy tim thì chúng ta dùng nhóm ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter. Suy tim, phân chất đông máu giảm thì dùng empagliflozin hoặc dapagliflozin, và phân chất đông máu không giảm thì bây giờ empagliflozin cũng có bằng chứng. Tức là có suy tim thì dùng cái nhóm ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter. 3 tháng không có hiệu quả thì chúng ta đi tiếp. Nếu có bệnh thận mạn thì có hai cách như tôi đã nói rồi, hoặc là chỉ có cái đạm niệu không thôi, thì chúng ta có thể dùng thuốc ức chế kênh đồng vận chuyển hoặc là GLP-1 receptor analog mà có lợi cho tim mạch cũng được. Đó. Còn nếu mà độ lọc cầu thận bắt đầu giảm mà eGFR dưới 60 mà không có albumin niệu đó thì chúng ta có thể dùng cái GLP-1 receptor analog hoặc là ức chế kênh đồng vận chuyển sodium glucose transporter có bằng chứng bảo vệ tim mạch. Còn không đạt mục tiêu thì chúng ta kết hợp hai cái. Nói tóm lại đó, nhìn nó rắc rối như vậy nhưng mà cũng khá dễ. Tức là khi mà có xơ vữa động mạch thì hoặc receptor analog hoặc là
SGLT2 inhibitor, có suy tim chỉ có SGLT2 inhibitor, có bệnh thận mạng thì một trong hai cái, và không thành công thì phối hợp hai cái, không thành công nữa thì mình đi tiếp sang cái phần sau, tức là phối hợp thêm thuốc. Và nhớ một điều là khi phối hợp thuốc á, thì phối hợp hai loại thuốc có vị trí tác dụng khác nhau. Đó, thí dụ như là chúng ta dùng empagliflozin thì khi phối hợp với liraglutide, chứ không phối hợp empagliflozin với dapagliflozin. Tại hai đó nó cùng một cơ chế tác dụng. Nhớ cái nguyên tắc đầu tiên của phối hợp thuốc là phải ở cái vị trí tác dụng khác nhau. Thành ra coi nó rắc rối vậy chứ mà thật ra rất là dễ nhớ. Rồi, thành ra là tôi trở lại từ đầu ha, là mình đánh giá bệnh nhân và xem là bệnh nhân có bệnh thận mạng, sơ vữa động mạch hay không, thì theo cái phần mà tôi mới trình bày lúc đầu. Không có, đó thì bây giờ chúng ta sang cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ hai tức là cái nhóm này này. À, nếu không có sơ vữa động mạch và không có cái bệnh thận mạng thì chúng ta sang tiếp. Hoặc là cái bước 1 mà không thành công thì chúng ta cũng phối hợp tiếp theo sang cái bước 2. Và khi mà phối hợp như vậy đó thì chúng ta lại xem lại những cái bệnh đồng mắc, các yếu tố liên quan đến bệnh nhân, giá thành, tiếp cận thuốc, thay đổi dinh dưỡng và cách sống, vân vân và vân vân. Đó. Thế bây giờ đó, chúng ta sang tới cái bước 2, thì đây là tôi để cái nguyên để cho các bạn tham khảo. Và đây là cái phần mà tôi dịch ra tiếng Việt Nam. Thế thì khi mà cái bước tiếp theo như vậy, hoặc là không có sơ vữa động mạch, không có suy tim, thì đi thẳng vào cái bước này. Hoặc là bước 1 mà không thành công thì kết hợp thêm với bước 2. Thì trước khi kết hợp đó, thì chúng ta phải hiểu rằng đó, là khi chúng ta thêm các loại thuốc đủ mạnh để đạt vào mục tiêu điều trị đường huyết đó, thì đó là những thuốc gì? Thuốc nào là cái thuốc mà đạt mục tiêu mạnh nhất? Đó là gì? Là thuốc GLP-1 receptor analog, insulin, hoặc là phải phối hợp thuốc thôi. Tại vì làm sao? Cái cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường type 2 nó rất là phong 8 cơ chế rồi. Chưa kể não nhá. Thế vì vậy cho nên phối hợp là cái chuyện đương nhiên rồi. Chúng ta có thể phối hợp ngay từ đầu nữa cũng được nữa đó. Và khi họ chọn lựa thì cần xem xét cái gì? Bệnh đồng mắc, các yếu tố liên quan đến bệnh nhân và nhu cầu trong quản lý, tức là có bảo hiểm y tế hay không gì đó vân vân đó. Đấy là ba cái cách chọn lựa. Nếu mà bệnh nhân đã bị hạ đường huyết mà chúng ta muốn là giảm thiểu tối đa các cái cơn hạ đường huyết trở lại đó, thì chúng ta nên chọn các cái thuốc mà nguy cơ hạ đường huyết thấp, tức là kết hợp đã dùng GLP-1 receptor analog thì kết hợp với SGLT2 inhibitor hoặc là TZD, hoặc là cái thuốc này thì không kết hợp với DPP-4, hai cái này cùng nhóm. Thành ra DPP-4 thì kết hợp với SGLT2 inhibitor hoặc là TZD. Còn có thể kết hợp với sinfonin ure và insulin nền, nhưng mà chúng ta phải chọn cái thuốc có nguy cơ hạ đường huyết thấp. Thì theo kinh nghiệm của riêng tôi á, cái thuốc mà sinfonin ure mà có nguy cơ hạ đường huyết thấp nhất là gliclazid. Cái glinit thì mình không có, mà lại nó lại là tác dụng thời gian nó ngắn đó, cho nên mình phải dùng nhiều lần trong ngày. Còn cái gliclazid nó có cái ME thì nó tác dụng nó thấp hơn. Còn cái loại mà insulin nền mà có ít nguy cơ hạ đường huyết đó, thì là phải là insulin nền mà không có đỉnh mà tác dụng dài, tức là glargine U300 hoặc là degludec là cái nguy cơ nó ít. Còn nếu đó mà bệnh nhân mà béo phì để giảm tối đa cái sự tăng cân hoặc là khuyến khích giảm cân thì chúng ta ưu tiên dùng những cái thuốc có đặc điểm giảm cân. Nếu mà HbA1c vẫn trên mục tiêu thì đang dùng thuốc này thì phối hợp với thuốc này, đang dùng thuốc này thì phối hợp với thuốc này. Còn nếu mà không dùng nạp GLP-1 receptor analog thì dùng cái ức chế DPP-4, cái thuốc này đối với cân nặng là trung tính. Thành ra nếu bệnh nhân muốn giảm cân thì hai thuốc này là hai thuốc ưu tiên hàng đầu. Còn khi mà bệnh nhân không có tiền, à bệnh nhân bảo tôi hơi đi không đa ôm, bảo hiểm nó chỉ trả có tôi tới 600 ngàn thôi à, xét nghiệm rồi bú xua lên mà 3 tháng thì nó mới trả một lần đó. Đó, thành ra nếu mà cái giá cả thì chúng ta chọn đó là insulin sẵn có và rẻ nhất, đó là NPH và sinfonin ure với TZD. Tiếc rằng ở Việt Nam bây giờ khó kiếm TZD đó. Pioglitazone thật ra rất là tốt. Tôi đã sử dụng và tôi thấy khi nó ổn định đường huyết là nó ổn định rất là lâu.
Với điều kiện là mình tôn trọng cái chống chỉ định của nó. Và trong trường hợp đó, mình đã kết hợp rồi 2, 3 thứ thuốc rồi mà 3 tháng sau HbA1c vẫn trên mục tiêu, thì đang kết hợp 2, mình kết hợp thêm một loại thuốc nữa khác nhóm hoặc chuyển sang insulin. Thì cái nguyên tắc là vậy thôi. Dùng 1 không thành công, kết hợp 2 không thành công, kết hợp 3, hoặc là kết hợp 2 thuốc viên, 1 thuốc insulin, hoặc là 3 thuốc viên, 1 thuốc insulin, 1 thuốc chích. Nhưng mà bây giờ chích nó lại có cái liraglutide, tức là cái dạng mà là chích mà không phải là insulin đó. Thì bây giờ luôn luôn nhắc lại là trước khi quyết định dùng thêm thuốc thì xem lại là bệnh nhân có tuân trị hay không, dùng đúng thuốc hay không, có ăn uống luyện tập hay không, và có tự ý dùng thêm thuốc gì khác hay không. Mỹ nó còn nhắc như vậy nữa chứ không phải là mình. Nếu mà bệnh nhân đã dùng cái thuốc GLP-1 receptor analog mà không dung nạp hoặc là đắt quá thì chúng ta dùng insulin. Và ở Mỹ đó, vì nó béo phì nhiều, 80% người tiểu đường Mỹ là bị béo phì thừa cân, thì cái thuốc GLP-1 receptor analog của nó là cái thuốc mà chích được lựa chọn hàng đầu. Nhưng mà Việt Nam thì không như vậy, Việt Nam mình có khi còn gầy lắm, cho nên là thường thường là mình dùng insulin. Và insulin đầu tiên mà chọn lựa thường là insulin nền. Lát nữa tôi sẽ nói lý do tại sao. Insulin nền nó thì nó cung cấp một cái nền insulin, một cái nồng độ insulin đều đều trong ngày như vậy, để nó đáp ứng cái nhu cầu insulin căn bản trong ngày. Và cái liều đầu của dùng đó thì thường thường là 10 đơn vị hoặc là 0,1 đến 0,2 đơn vị mỗi kg cân nặng mỗi ngày. Chúng ta dùng cái này và chúng ta sẽ xem cái hiệu quả điều trị của nó bằng cách là xem đường huyết đói và đường huyết 2 giờ sau ăn. Nếu nó đạt mục tiêu thì tốt thôi. Nếu không đạt mục tiêu chúng ta tăng liều. Và khi nào mà cái insulin nền nó đến cái liều tối, đối với lại cái hướng dẫn và đối với tôi thấy cũng vậy, tức là đến 0,5 đơn vị mỗi kg cân nặng thì tức là có vấn đề rồi. Một là mình phải thêm insulin trước ăn. Hai là mình phải thêm cái insulin một cái thuốc chích khác. Ba là đang dùng 2 thuốc viên, mình thêm 1 thuốc viên nữa. Tức là phải thay đổi kế hoạch điều trị. Thì thường thường đó, insulin nền nếu mà mình dùng đến 0,5 đơn vị mỗi kg cân nặng, đường huyết trước ngủ hoặc lúc sáng thức dậy vẫn còn cao, đường huyết sau ăn vẫn cao, rồi lại có cơn hạ đường huyết và đường huyết dao động rất là nhiều lên xuống như vậy, thôi tốt hết là mình giữ cái liều nền này cho nó xuống thấp một chút nha, mà HbA1c trên mục tiêu thì mình tiêm cái insulin trước ăn. Thì thêm một cái liều insulin trước ăn, tức là insulin ngắn hoặc nhanh vào trước bữa ăn nào mà có nhiều carbohydrate nhất. Người nào mà thí dụ hỏi bệnh nhân là bệnh nhân ăn bữa trong ngày đã ăn bữa nào là nhiều nhất, trưa thì mình cho một liều insulin ngắn hoặc là nhanh lúc trưa, chiều tôi mới ăn nhiều cho lúc chiều một liều nhỏ thôi, cũng là bắt đầu vào khoảng độ 4 đơn vị thôi hoặc là 3 đơn vị thôi, cái đó tùy mình. Và cái đường huyết tiêm trước ăn mình sẽ theo dõi hiệu quả của nó bằng cái gì? Bằng cái đường huyết sau ăn để mình biết là nó có hiệu quả. Và mình theo dõi 3 tháng sau đường huyết vẫn trên mục tiêu ha, thì tùy theo cái đường huyết lúc nào cao mình có thể thêm tiêm trước ăn, vẫn đang nền nha, thêm trước ăn 2 bữa hoặc là 3 bữa. Nếu mà mình tiêm một nền và 3 lần tác dụng nhanh hoặc là ngắn trước 3 bữa ăn thì đó người ta gọi là basal bolus, tức là có một nồng độ nền và có một nồng độ insulin tác dụng ngắn trước bữa ăn. Basal bolus, bolus là chích trước bữa ăn đó. Thì khi mà mình dùng như vậy đó thì mình có thể dùng cái loại trộn sẵn, tức là người ta trộn insulin tác dụng nhanh và insulin nền, và khi đó mình có thể chỉ cần chích 2 lần một ngày thôi để nó bớt cái lần chích cho bệnh nhân. Và thường thường cái đó ở nước ngoài ấy, thì có thể nó hiệu quả lắm, tại vì là buổi trưa người ta nước ngoài người ta ăn rất là ít, còn Việt Nam ấy thì mình lại ăn bữa trưa rất là nhiều. Thế ra cái đó nó tùy à, nó tùy cái cách ăn uống của bệnh nhân để mình quyết định, và đây là nguyên tắc thôi. Các lưu ý khi dùng phác đồ này, nếu
mà ngay lúc mới chẩn đoán bệnh nhân có uống nhiều tiểu nhiều, gầy sút nhanh, HbA1c trên 10%, đường huyết đói trên 300mg trên decilit, hoặc là cao hơn nữa, hoặc là nghi đây là đái tháo đường type 1, tức là chúng ta thử cetone mà dương tính. Khi mà đường cao như vậy chúng ta nên thử cetone, nếu nó dương tính chúng ta có thể dùng insulin ngay. Cộng với lại ăn uống và luyện tập. Còn khi mà nếu mà dùng GLP-1 receptor analog phải hỏi ý kiến bệnh nhân. Gầy thì nó khó dùng lắm, tại thuốc này giảm cân tốt lắm ạ. Tại ra người mập mới dùng, nhưng ta không có tiền thì chịu à. Tại vì thuốc này mà dùng thì một tháng là ít nhất là phải 2 triệu đó, ngoài những cái thuốc khác đó. Còn mà liều tới 1,2mg đó là phải 3-4 triệu một tháng đó. Thành ra chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân có cái xơ vữa động mạch hoặc nguy cơ cao thì chúng ta phải chọn các GLP-1 receptor có tiềm năng bảo vệ tim mạch. Lý do là tại vì gì? Bây giờ trên thế giới và ở Mỹ đó là nó có khoảng độ 6-7 cái loại GLP-1 receptor analog. Nhưng mà đó, những cái thuốc mà chứng minh có bằng chứng là bảo vệ tim mạch thì chủ yếu là chỉ có hai thứ là liraglutide và semaglutide thôi. Semaglutide nha, tôi đánh nhầm. Cái này chữ A này. Đó thì cái hai cái thuốc này đều có ở Việt Nam. Và cái semaglutide đó nó có cái dạng uống. Nhưng mà hình như Việt Nam chưa có. Cái lưu ý tiếp là gì? Cái loại phối hợp này thì mình chưa có, này nó rất là mắc. Thế thì cái insulin nền đó thì có thể là tiêm NPH trước khi đi ngủ. Nhưng mà đó, nếu mà bệnh nhân thường xuyên quên tiêm hoặc là có triệu chứng đường huyết vào ban đêm thì nên đổi sang insulin analog có tác dụng dài. Và đối với cái loại mà analog có tác dụng dài đó thì chúng ta có thể tiêm vào buổi sáng. Còn nếu mà tiêm NPH cộng với insulin nhanh trước các bữa ăn thì có thể trộn hai cái với nhau để giảm cái số lần tiêm. Thì cái này cũng là cái nguyên tắc các bạn cũng có thể suy luận ra được. Thì bây giờ tôi nói về insulin thì tôi phải nhắc lại cái phần căn bản. Đây là cái phần rất là quan trọng để nó giải thích cho mình tại sao chúng ta dùng như vậy. Bây giờ đó, cái đường ở dưới đó là cái nồng độ glucose ở trong máu. Thì một ngày đó, bao giờ chúng ta cùng một cái nồng độ insulin, có một cái nồng độ glucose vừa phải giữa các bữa ăn. Ban đêm chẳng hạn là chúng ta không ăn gì hết, nhưng mà vẫn phải có glucose để làm sao? Tim mình vẫn đập, ruột mình vẫn bóp, não của mình nó ngủ vậy chứ mà nó vẫn hoạt động. Vì đấy là cái nồng độ glucose nền. Và để ổn định cái nồng độ glucose nền này đó thì nó cần một cái nồng độ insulin nền. Tức là nó không để cho đường quá thấp, không để cho đường quá cao. Và khi chúng ta ăn đó thì glucose tăng lên trong máu. Thì 1-2 phút sau đó, nếu cái tụy của ta tốt là nó tiết ra insulin ngay để nó đưa đường trở lại mức nền. Và mỗi một lần ăn như vậy thì glucose tăng và insulin tiết ra để đưa đường trở lại mức nền. Do đó, đó chúng ta có hai cái nồng độ insulin để điều chỉnh glucose. Một là insulin nền. Và này đó nó tác dụng dài trong ngày. Cho nên insulin nền như vậy chúng ta phải dùng những cái loại insulin mà tác dụng nó kéo dài. Và nếu mà nó cứ bình bình không có đỉnh như vậy rất là tốt. Thế còn đó, cái loại insulin tác dụng nhanh đó, là chúng ta tiêm trước khi ăn. Là ăn đường tăng thì chúng ta phải tiêm một cái loại thuốc mà nó tác dụng ngay để nó đưa đường trở lại bình thường. Cho nên chúng ta phải dùng insulin ngắn hoặc là tác dụng nhanh. Và cái nguy tắc là gì? Tổng liều insulin trong ngày thì khoảng 50 là chúng ta dùng cho nền và 50 còn lại là chúng ta chia đều cho các bữa ăn. Và dĩ nhiên là nó có thể thay đổi tùy theo cái nồng độ carbohydrate trong bữa ăn. Cái đó thì chúng ta cũng có thể tính toán và chúng ta cũng có thể ước chừng. Đó. Thế thì để gọi là đánh giá cái hiệu quả của insulin nền đó, thì chúng ta có thể kiểm tra cái gì? Đường huyết trước các bữa ăn hoặc là đường huyết lúc đói. Còn để đánh giá cái hiệu quả của insulin mà tiêm trước bữa ăn thì chúng ta đánh giá đường huyết 2 giờ sau khi bắt đầu ăn. Thì chúng ta sẽ biết là cái insulin đó nó có hiệu quả hay không và cần tăng liều như thế nào. Đó là nguyên tắc. Và đây là các cái loại insulin. Insulin tác dụng nhanh. Và tức là tiêm vào một cái đó là 25 phút sau là nó bắt đầu nó tác dụng rồi. Đó, trong vòng một tiếng, tức là khi mà
carbohydrate hấp thu hết là nó hết tác dụng và kéo dài tác dụng chỉ 3 tới 4 giờ thôi. Còn insulin mà tác dụng ngắn á, thì vào khoảng độ hơn nửa giờ sau mới bắt đầu là có tác dụng, 2-3 giờ mới lên đến đỉnh và 4 đến 6 giờ mới hết tác dụng. Mà cái này nó thay đổi tùy người, tùy cái lượng mỡ khi mà insulin tiêm vào bệnh nhân có hay không. Rồi insulin dài là cung cấp nhu cầu hàng ngày thì nó có detemir, glargine, NPH. Rồi NPH thì nó lại khác một cái đó. Tất cả cái này đều khởi đầu tác dụng khá lâu, từ 1 tới 4, tức là nó thay đổi tùy từng cá nhân đó. Riêng là NPH thì khi mà đến 6 hay là 10 giờ đó thì nó có đạt đỉnh. Và đỉnh tức là lúc đó cái nồng độ của nó lên cao nhất và nó kéo dài 10 tới 16 giờ. Và cái này khi mà chúng ta có chỉ có NPH để điều trị nó rất hay xảy ra. Đây là thí dụ như là bệnh nhân buổi sáng tiêm một liều NPH để tạo nền. Thế thì khoảng 4 tiếng sau, tức là 9 giờ đó thì là bệnh nhân qua 7 giờ tiêm thì khoảng độ 11 giờ thì bệnh nhân bắt đầu là hấp thu. Thì hấp thu như vậy đó thì vừa đến bữa ăn trưa thì không có vấn đề gì hết. Nhưng mà đến khoảng 10 tiếng thì đạt đỉnh. Tức là 7 giờ xong đó thì khoảng 3 giờ chiều bệnh nhân hay than đói. Đó thì lúc đó là cái lúc mà insulin đạt đỉnh mà cái nồng độ carbohydrate ở bữa ăn trưa nó đã hấp thu rồi. Thì lúc đó người ta hay than đói và có thể có cơn hạ đường huyết. Thành ra những cái loại insulin nề mà có đỉnh nó bất lợi ở chỗ đó đó. Và cái loại trộn sẵn cho mình đó thì là như vậy nó có lợi ha. Và khi trộn sẵn thì cái con số lớn đó, bao giờ cũng là cái phần tác dụng dài và con số nhỏ bao giờ cũng là cái phần tác dụng ngắn. Tức là insulin ngắn đó. Thế thì nó là 25, 30 hay là 50. Nó tùy cái gì? Nó tùy cái lượng carbohydrate trong bữa ăn. Nếu mà người đó đã ăn carbohydrate nhiều đó, chúng ta có thể chọn loại 50-50. Ăn carbohydrate ít chúng ta có thể chọn 75-25. Thì đó là cái cách chúng ta lựa chọn. Và cái bảng này thì cũng có trên mạng luôn. Và đây là cái hình nó cho chúng ta thấy ha. Insulin ngắn thì tác dụng ngay. Và trong khoảng độ 2 tới 4 tiếng là hết tác dụng. Insulin nhanh. Insulin ngắn là regular insulin đó. Đây là loại duy nhất có thể truyền tĩnh mạch ha. Đó thì 4 đến 6 giờ là hết tác dụng. Insulin NPH là có đỉnh và khoảng 16 tiếng là hết tác dụng. Và cái insulin tác dụng dài là glargine và detemir. Thì hai cái loại glargine U100 và detemir này này, nếu mà dùng liều cao nó cũng có đỉnh đó. Liều cao tức là bắt đầu khoảng cái liều hơn 0,5 mỗi kg cân nặng đó. Và bây giờ nó có cái loại rất dài là glargine U300. Là nó là Toucheo. Thì nó có không có đỉnh, hoàn toàn là không có đỉnh luôn. Và một cái loại mới nữa đó là Decludec. Đó là cái loại rất dài, tác dụng của nó có thể kéo dài đến 36 tiếng luôn đó. Đó thì nó cũng là không có đỉnh. Hai cái loại mới này cũng đều có ở Việt Nam hết. Và nó tạo một cái nồng độ nền rất là tốt và cái nguy cơ hạ đường huyết của nó rất là thấp. Đó. Thế thì đây là cái khái niệm mà insulin nền và trước ăn. Insulin nền là gì? Chủ yếu là ức chế sự sản xuất glucose giữa các bữa ăn và qua đêm. Và nồng độ thì gần như hằng định, chiếm khoảng 50% nhu cầu hàng ngày. Và insulin bolus là tiêm vào trước bữa ăn, thì giới hạn sự tăng glucose sau ăn, đỉnh tác dụng khoảng 1 giờ sau khi tiêm là tốt nhất. Và 10-20% nhu cầu insulin hàng ngày trước mỗi bữa ăn. Đó. Tổng liều đó thì là bao nhiêu thì mỗi trước mỗi bữa ăn mình chiếc vào khoảng 10-20%. Đó là cái khái niệm về nền và bolus. Khi thuốc viên không đủ hiệu quả, khi nào là không đủ hiệu quả thì chúng ta chuyển sang insulin. Khi glucose huyết tiếp tục tăng, sau khi chúng ta đã kiểm tra cái chuyện gắn kết nọ kia rồi, A1C tiếp tục căn, bệnh nhân sụt cân không giải thích được, có thể cetone trong nước tiểu, nhất là khi gầy sút nhiều và hoặc là có nhiễm toan, khó ngủ, rồi khát nước, thì bước kế tiếp là chúng ta nên kết hợp thuốc viên với insulin và khi đó thì giải thích cho bệnh nhân. Tại vì chích thì hơi phiền phức nhưng mà nó không phiền lắm. Nhưng chỉ cho bệnh nhân cũng làm được hết à. Đó. Thì bắt đầu điều trị insulin ở đái tháo đường type 2. Thì cái này là hồi nãy tôi cũng nói rồi, đây nó chỉ là câu chữ thôi. Thì chọn cái loại nào mà hợp với bệnh nhân đó. Nhanh, nhảy ngắn, nhảy trung bình, nhảy tác dụng dài là như thế nào và hỗn hợp. Basal bolus thì tôi nhắc lại một lần nữa là nền là dùng insulin tác dụng dài hoặc là cùng lắm là trung bình. Bolus là tác dụng ngắn hoặc là nhanh.
chỉnh liều thì phải 3 cho tới 7 ngày một lần. Là làm sao? Là phải đợi cho cái bệnh nhân đáp ứng như thế nào, ăn uống như thế nào, hấp thu như thế nào mình mới đánh giá được. Cái này không có chỉnh liều mỗi ngày. Và chúng ta cố gắng bắt chước cái sự tiết insulin nội sinh. Rồi bắt đầu với insulin nền nó có cái lợi điểm gì? Thứ nhất là chỉ tiêm một mũi thôi. Cái đó là rất là lợi và rất dễ thuyết phục bệnh nhân. Tác dụng của nó thì từ từ, an toàn, chỉnh liều thì đơn giản. Bắt đầu bằng liều thấp, ít tăng cân và kiểm soát gluco huyết khá hiệu quả nếu mà bệnh nhân gắn kết với điều trị. Bệnh nhân có thể tiếp tục dùng thuốc viên. Riêng cái sulfonylurea thì có thể là phải giảm liều. Thì biến chứng của sự sử dụng insulin chúng ta biết rồi. Quan trọng nhất là hạ đường huyết. Đấy, insulin có tác dụng đưa kali vào tế bào. Vì đây là một cái hiệu ứng mà người ta dùng để điều trị tăng kali máu khẩn đó. Thế nhưng mà dùng liều cao là nó có thể bị hạ kali, thì chúng ta cẩn thận một chút. Rồi tăng cân dĩ nhiên là nó ức chế cái sự ly giải mô mỡ mà. Thì vì vậy cho nên là tăng cân. Rồi các hiện tượng somogy, hiện tượng don và nurse tôi sẽ nói sau. Dị ứng và loạn dưỡng mỡ thì cái này tôi cũng sẽ nói sau. Bây giờ đó, cái biến chứng của sự sử dụng insulin mà thường thường đó, mình hay không hiểu rõ đó, là ba cái là hiện tượng somogy, hiện tượng bình minh và hiện tượng mới đây thêm một hiện tượng nữa là hiện tượng hoàng hôn. Thì hiện tượng somogy là gì? Là chúng ta đo buổi sáng thì đường huyết tăng cao. 7-8 giờ sáng lúc thức dậy đường huyết tăng cao. Càng tăng liều insulin thì đường càng cao. Mà bệnh nhân than với mình đó là ban đêm tôi ngủ không có yên, đổ mồ hôi rất là nhiều. Đó. Thì trước cái thời gian mà có cái máy đo đường huyết liên tục đó, thì chỉ có cách là cho bệnh nhân vào bệnh viện và đo đường huyết mỗi giờ, mao mạch mỗi giờ thôi. Thì người ta nhận thấy là gì? Trước cái cơn đường huyết cao này này, nó có một cái cơn hạ đường huyết khá nghiêm trọng mà bệnh nhân không chết. Thế thì khi mà hạ đường huyết như vậy đó, thì những cái hormone kháng insulin nó tiết ra, catecholamine nó tiết ra, cortisol nó tiết ra. Cho nên là bệnh nhân thấy đổ mồ hôi, phải ông trằn trọc, khó ngủ. Và người ta sẽ thấy là đường huyết dao động từ 40mg trên decilit cho tới 400mg trên decilit trong khoảng 2-3 giờ. Thành ra cái này là gì? Người ta gọi là một cái hiện tượng tăng đường huyết do phản ứng sau một cơn hạ đường huyết. Do cái gì? Do các hormone đối kháng insulin tiết ra khi có hạ đường huyết về đêm để tăng sản xuất gluco từ gan. Đó. Thế thì cái xử trí là gì? Nếu mà xảy ra hạ đường huyết như thế này thì một là mình ăn một cái gì đó trước khi đi ngủ, hoặc là mình giảm liều insulin nền thôi, tiêm trước khi đi ngủ thôi. Đó, và thường thường như vậy thì mình sẽ giải quyết được một chuyện cho bệnh nhân. Và một cái để mình đoán xem đó, có cơn hạ đường huyết ban đêm hay không đó, là nếu mà đường huyết đo trước khi đi ngủ mà khoảng 80mg trên decilit thì cái khả năng hạ đường huyết ban đêm nó sẽ cao, khoảng 80-90 đó. Tại vì là đây chúng ta không ăn gì hết cho nên 80-90 thì nó cứ tiếp tục nó hạ, thì có nguy cơ là có hiện tượng hạ đường huyết vào ban đêm và buổi sáng nó tăng lên, thì cái đó là hiện tượng somogy, tức là tăng đường huyết phản ứng sau một cơn hạ đường huyết. Tiếp theo là hiện tượng bình minh. Hiện tượng bình minh thì cũng mới được công bố gần đây thôi, nhưng mà đó là cái nó khác là gì? Là sáng cao đó, nhưng mà trước đó không có hạ đường huyết gì hết. Thì cái chuyện này xảy ra là gì? Là do thứ nhất là khi mà chúng ta ngủ được vài tiếng đồng hồ đó thì hormone tăng trưởng nó tiết ra. Cái điều này trẻ em rất là rõ. Thì trẻ em nó ngủ nhiều thì nó mới lớn nhanh được. Đó. Thành tại vì growth hormone là nó tiết ra vào cái khoảng 2-3 giờ sau khi chúng ta đi ngủ. Rồi buổi sáng 4-5 giờ sáng là catecholamine và cortisol bắt đầu tiết ra. Đấy đều là những hormone chống lại tác dụng của insulin hết và làm tăng đường. Cho nên đây là một cái hiện tượng sinh lý và người bình thường cũng có cái hiện tượng này. Và nếu mà người nào đi tập thể thao buổi sáng, các anh các bạn hay có nghe người ta hỏi mình lắm, sao mà tôi đi tập buổi sáng tôi đã vận động như vậy tôi không ăn gì hết mà về nhà đo đường huyết vẫn cao? Là tại vì làm sao? Cortisol tiết ra, catecholamine tiết ra, rồi mình lại tập là stress nữa, nó tiết ra thì đương nhiên đường huyết
buổi sáng cao là đúng rồi. Thành thử ra thật sự ra mình không nên tập vào cái lúc 4, 5 giờ sáng. Và các bạn để ý đó là những cái cơn đột quỵ nó hay xảy ra vào cái giai đoạn đó lắm. Là tại vì cái hormone là stress nó bắt đầu nó tiết ra để cho chúng ta hoạt động trong ngày. Sáng dậy một cái là đi cầu là xỉu trong nhà tắm luôn, bị sốt hoặc là bị nhồi máu cơ tim vân vân, ngoài những cái lúc stress khác đó. Thành ra là cái hiện tượng này thì cũng gặp ở người bình thường và ở người đái tháo đường sẽ liên quan đến xử trí trên lâm sàng. Thì cái cách mà xử trí cái trường hợp này là gì? Là chúng ta giảm bớt liều insulin hoặc chúng ta bớt ăn lại buổi chiều thôi, và nó khác hẳn với cái hiện tượng somogy. Bây giờ đã nhờ cái máy đo đường huyết là người ta lại tìm ra một cái hiện tượng nữa, người ta gọi là hiện tượng hoàng hôn. Đây là cái hiện tượng còn đang nghiên cứu và chưa có cái gì để giải thích cho nó rõ ràng hết, nhưng mà nó là một hiện tượng có thật. Và đây là một cái nghiên cứu mà nó lại hay xảy ra ở người Á Đông, lạ vậy đó, ở Trung Quốc, ở Ấn Độ. Đó thì đây là một cái nghiên cứu ở Trung Quốc trên 380 người. Ta theo dõi đường huyết liên tục trong 24 giờ. Thì cái đường đen á, là cái đường mà có cái hiện tượng hoàng hôn. Còn cái đường xám nhạt là cái đường không có hiện tượng hoàng hôn. Đây là các giờ trong ngày. Thì chúng ta thấy các cái đỉnh tăng đường huyết á, là nó liên quan sau bữa ăn sáng, sau bữa ăn trưa và sau bữa ăn chiều. Nhưng mà đó, cái sau bữa ăn sáng thì đường tăng là chuyện bình thường rồi, sau bữa ăn trưa đường tăng là chuyện bình thường rồi. Nhưng mà cái người mà bị cái hiện tượng bình minh đó, thì là từ cái bữa ăn trưa tới thứ ba ăn chiều họ không có ăn gì hết á, nhưng mà đường vẫn cao. Tức là cái hiện tượng đường tăng trước khi ăn chiều mà không giải thích được bằng một cái lý do nào rõ rệt hết. Không ăn, không có chuyện gì, không có uống mật ong, không có uống đường gì hết. Đó. Và người ta thấy cái này đó, nó ảnh hưởng, nó làm thay đổi AMOC đến 0,4% tăng lên, và đường huyết trung bình đó, trong 24 giờ tăng đến 0,9 mmol một lít, và nó không liên quan đến cái hiện tượng buổi sớm. Cái này người ta chưa giải thích được rõ nhưng mà nó có. Và cái này là nhờ cái máy đo đường huyết liên tục người ta mới phát hiện ra cái chuyện này. Và bản thân tôi trên những người bệnh nhân mà dùng cái máy đo đường huyết liên tục, mình cũng thấy cái chuyện này là thật mà ta chưa giải thích được. Thế thì chỉ có cái cách là gì thôi, thì mình cũng nói là bệnh nhân là bớt cái lượng carbohydrate vào buổi trưa thôi. Và nếu mà có thể đó thì đói đó thì tới giữa buổi trưa cho tới bữa chiều thì mình ăn một chút. Tức là cái bữa cơm này mình chia ra làm hai. Thì thế thôi chứ không biết làm cách nào hơn. Và mình theo dõi tiếp bệnh nhân để xem cái dung mạo đường huyết của họ như thế nào. Thành ra chúng ta thấy đó là cái điều trị nó không đơn giản. Không bao giờ đơn giản hết. Là khi mà tìm ra cái này thì nó lại nảy ra cái khác. Và đây là cái chuyện kinh điển. Tức là chúng ta phải tìm cái chỗ khám, chỗ chích insulin. Chích mãi một chỗ thì mô mỡ nó tích tụ lại, không bị ly giải và gây ra phì đại mô mỡ. Rồi có thể là nó gây ra những cái nhiễm trùng. Hoặc là nếu mà chúng ta thấy những cái đốm mà xuất huyết đó, thì điều đó chứng tỏ là gì? Người ta chích không có sâu. Mà có nhiều người ta béo một chút xíu cái da lên xong người ta chích vào, thì nó vào trong da thì nó sẽ chảy máu. Tại vì chỉ có cái mô dưới da nó có mỡ nó mới ít mau mạch thôi. Còn nếu mà chích vào trong da đó thì nó sẽ chảy máu rất là nhiều. Và chúng ta sẽ thấy ở trên bụng bệnh nhân có cái đốm. Và sẽ có rất là nhiều người nếu mà mình chỉ dẫn không kỹ đó thì họ cứ vòng quanh rốn để họ chích. Thành ra trong vòng quanh rốn này mình thấy một đám những cái vết chích mà có chảy máu. Trên nguyên tắc là phải cách rốn 5 cm, mình chích ra phía ngoài lên trên và xuống dưới, và mình cứ đi theo cái mũi tên như vậy. Và nếu mà dễ đó, thì sáng chích bên này, chiều chích bên này, hoặc là ngày hôm trước chích bên này, ngày hôm sau chích bên này. Tại sao chích vào bụng lại dễ nhất? Thứ nhất là bệnh nhân nhìn rõ nhất. Thứ hai là bụng là một cơ quan ít cái thần kinh đau nhất và nhiều mỡ nhất. Thế còn nếu mà chúng ta chích vào bắp tay cũng được thôi, nhưng mà có thể chích ngay vào cơ. Và chích ngay vào cơ đó thì đường huyết sẽ hấp thu rất là nhanh, và tự nhiên người ta sẽ nói là mới chích xong mà các em thấy choáng váng, đổ mồ hôi, tại vì nó hấp thu nhanh quá. Thành ra chúng ta phải để ý đến những cái chi tiết như vậy. Và đây là những cái chi tiết rất là quan trọng. Một cái điều khác nữa đó là để ý là cái chuyện này là liên quan đến health literacy. Tức là bệnh nhân phải ăn uống đúng giờ,
đủ lượng carbohydrate cho mỗi bữa ăn nếu có tiêm insulin. Thay đổi chỗ tiêm thì tôi vừa mới nói rồi, bảo quản thuốc ở nhiệt độ từ 2 đến 8 độ C, tránh ánh sáng và ánh nắng. Bút tiêm thì để ở nhiệt độ phòng, tức là 25 độ C, và cây bút thì phải để đứng. Lọ thì gồm có hai loại là U40, bây giờ ít rồi, và U100. Nhưng mà nếu chích lọ thì cái ống tiêm phải phù hợp. Người ta để ngay trên ống tiêm là U40, vì 1ml có 40 đơn vị, và U100 thì cái bơm đó 1ml là có 100 đơn vị. Cái phần này này, tôi hay phải nói với lại các bạn, bởi vì bệnh nhân mình hay có cớ lắm. Tức là đang tiêm insulin ổn định rồi, bây giờ em đi chơi, em đi Phú Quốc, em đi Vũng Tàu. Bây giờ em đi có vài ngày thôi, mà bây giờ nó không chích insulin được không, tại vì không có tủ lạnh. Bây giờ đó thì tôi mới nói luôn, tại vì thứ nhất là đang ổn như vậy mà đi chơi bao giờ cũng ăn à. Tại vì đi chơi thì chỉ có chơi mới ăn thôi, chứ đâu có làm gì nữa đâu. Cho nên về chắc chắn là đường cao. Cho nên tốt nhất là giữ cái kế hoạch điều trị đang dùng. Thì trên nguyên tắc á, là cái bút đó, mình chỉ cần tránh ánh nắng trực tiếp là chính thôi. Và nếu không mình có thể mua một cái bình thủy đó, mình để đá vào trong đó. Thì đó, cái này phải quan trọng là dặn bệnh nhân là trong ngăn đá thì không được, tại nó là trừ 4 độ C và thấp hơn nữa thì nó đông và insulin sẽ hư. Cho nên trong tủ lạnh không bao giờ được để trong ngăn đá, mà phải để trong ngăn rau, ngăn mát ở phía dưới, và cây bút phải để đứng. Nhưng mà khi mà chúng ta có một cái bình giữ nhiệt đó, mà chúng ta cho đá vào trong đó, chúng ta để cây bút vào, thì cái nhiệt độ nó từ từ nó giảm, nó vào khoảng nó quàn độ 10-15 độ C à. Và cái đó hoàn toàn là có thể được mang đi theo. Và trên nguyên tắc thì hiện nay cái xe nào cũng có máy lạnh hết, cái phòng nào cũng có tủ lạnh hết. Thành ra là có thể mang cây bút đi và không có cớ gì để đến lúc đi chơi mà không chích hết. À, cái này bệnh nhân là hay nại cớ lắm, thành ra mình phải biết để mình chỉ dẫn cho người ta. À, thì đó, vấn đề đó là như vậy. Và tiếp theo là thay cho cái lời kết đó, thì đây là một cái hình khác ở trong cái cuốn đó. Chúng ta điều trị đái tháo đường để làm cái gì? Ổn định đường huyết và ngăn ngừa các biến chứng. Để làm gì? Để cho kéo dài cái tuổi thọ của bệnh nhân và tăng cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Không bị mù, không bị cưa chân, không bị nhồi máu cơ tim, vân vân. Thì như vậy chúng ta phải ổn định đường huyết và chữa tất cả các cái bệnh đi kèm với lại biến chứng, nhất là biến chứng tim mạch thận, ha, ổn định huyết áp, lipid, rồi các cái bệnh đi kèm. Và trong đó, cái ăn uống, luyện tập và giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân là quan trọng nhất. Tức là lúc nào cũng phải nhắc bệnh nhân về ăn uống và luyện tập. Trong cái mỗi lần nó giống như là cái nền nhà vậy đó. Tại sao hôm nay tôi không nói đến cái chuyện ăn uống và luyện tập? Là tại vì đó, trong cái ADA này này, Mỹ nó ăn khác mình. Đó, Mỹ nó ăn khác hẳn mình luôn. Cho nên đó là mình không thể theo họ được. Mình chỉ theo cái nguyên tắc thôi. Luyện tập cũng vậy. Đối với lại bệnh người nước ngoài là luyện tập là đến phòng gym. Nhưng mà mình đâu có cần. Đó, già rồi có thể luyện theo kiểu khác. Thấy không? Đi bộ 10 phút sau ăn cũng được. Trong sách nó cũng có nói như vậy nữa. Hoặc là bây giờ đi không được mà đau khớp của tôi đi không được. Người già ta tìm đủ cớ để người ta không có vận động hết. Đó. Thì mình cầm cái chai nước. Cái chai này là 300ml này. Cái chai nửa lít em đổ đầy nước là nửa ký rồi. Thì bắt đầu là mình cứ đưa lên đưa xuống như vậy. Nó vẫn là một cái vận động. Mà khi mà mình vận động như vậy, mình vận động phía trên á, hoặc là mình có thể đưa lên đưa xuống như vậy, hoặc là mình có thể để tay như vậy. Nếu mà cái người nó khỏe hơn một chút, một cái tay này để tay kia, và mình cứ đếm thôi 100 cái, thì từ từ cho đến 300 cái trước 3 bữa ăn. Thà là tập, còn hơn là không tập. Và nếu mà phần dưới đau thì tập phần trên. Khi nào mà máu nó đi thơm đều thì bệnh khớp á, quan trọng nhất là được tập. Ngay cả đau khớp hông, đau khớp gối, quan trọng nhất vẫn là luyện tập. Em biết cái nước như là Canada, nhất là Canada và Úc, thoái khớp là không bao giờ nó dùng thuốc. Nó tập, nó dùng nước nóng, nó dùng cách bơi, rồi nó dùng hơi ấm, rồi nó dùng thứ hết. Và những cái người vào nhà của tôi ở bên đó họ nói
cái chuyện nó rất là quan trọng. Khớp là luyện tập, thành ra là đừng có, bệnh nhân đừng có nói cái chuyện gì là đau khớp là không tập. Và riêng là cái khớp vai này này, bệnh nhân hay những cái bà nội trợ người ta hay bị viêm khớp chu vai đó. Viêm khớp chu vai biết có một cái phương tiện mà tập rất là hiệu quả là cái dịch cân kinh của Việt Nam á. Tức là em cứ đưa tay vậy nè. Tại vì khi em đưa tay như vậy là cái cơ ở phía sau này này nó sẽ mạnh lên. Và cơ phía sau mạnh lên thì nó sẽ đỡ đau khớp. Đó, thành ra là chúng ta tìm các cái cách luyện tập mà ở trên Canada đó. Nó có rất nhiều cái bài học về tập khớp ở trên mạng. Nó cho free ở trên mạng. Mà của những cái tiến sĩ về physiotherapy chứ không phải là những cái người mà lung tung mà chỉ dẫn đâu. Nhưng những cái kênh chính phái đó, nó chỉ, thành ra chúng ta nên tham khảo để chúng ta áp dụng cho bệnh nhân của mình. Đó, thành ra tóm lại là vấn đề là như vậy. Ăn uống, luyện tập là quan trọng nhất. Và chúng ta chữa để đường huyết và tất cả các cái bệnh đi kèm cùng những biến chứng để tăng cường cái chất lượng cuộc sống và kéo dài cái tuổi thọ của bệnh nhân. Tại sao tôi không có viết về cái ấy? Tôi nghĩ là một số các bạn đã có cái cuốn sách của tôi rồi. Cái cuốn này thì nó không phải là hoàn chỉnh, nhưng mà tôi có tặng cho cái bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đó, cái đại học Phạm Ngọc Thạch hai cuốn, tức là cái hướng dẫn về dinh dưỡng và luyện tập cho người Việt Nam. Thì cái đó nếu mà các bạn muốn, các bạn có thể mượn photo để tham khảo thôi, áp dụng cho bệnh nhân, chứ đó nó không phải là khuôn vàng thước ngọc. Không có cái gì là khuôn vàng thước ngọc, nó sẽ thay đổi với thời gian, nó sẽ thay đổi với người bệnh nhân. Nhưng mà tôi dựa trên những kinh nghiệm tôi đã điều trị đó, thì tôi cũng đúc kết lại một số như vậy thôi. Để mọi người xem thì áp dụng, nếu được thì tốt, còn không có thể tự sửa theo bệnh nhân của mình. Thì đấy là những cái phần chính đó mà dựa trên ADA và tôi trình bày lại với lại các bạn đồng nghiệp. Và đó là lý do tại sao là tôi không có nói đến cái chuyện ăn uống và luyện tập. Đấy là một cái chuyên đề rất là lớn và nó phải là một ngày khác. Rồi, vậy là xin cảm ơn sự chú ý của bạn đồng nghiệp.